Đại chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ta vẫn học Phật pháp căn bản ha. Bài hôm nay vẫn học về cõi địa ngục. Tiếp tục học về cõi địa ngục ha. Học cho nó sợ địa ngục. Sợ địa ngục thì mai mốt không phải vào địa ngục nữa. Ai mà không sợ địa ngục là dễ bị vào địa ngục lắm. Ai biết sợ địa ngục thì sẽ không vào địa ngục. Thì trong thế giới ta bà có 31 cõi. Trong thế giới. Một cái thế giới là có 31 cõi. Thì địa ngục là cái cõi thấp nhất, 31 cõi tức là từ cái cõi địa ngục này, từ cái cõi địa ngục này mà đến cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ đấy. Thì địa ngục là cái cõi cái tầng thấp nhất, cái tầng cuối cùng. Vì địa ngục sẽ nằm sâu ở dưới lòng đất, tức là như cái bài hôm trước thì sư đã nói là cái trái đất này nó có cái bề dày là 24.000 do tuần. Thì cái tầng địa ngục thứ nhất thì nó sẽ nằm cách cái mặt đất của mình là 1.500 do tuần, và nó sẽ có 8 cái đại địa ngục, 8 tầng địa ngục. Và cái tầng địa ngục thứ hai thì nó cách tầng địa ngục thứ nhất 1.500 do tuần. Cái tầng địa ngục thứ ba nó cách cái địa ngục thứ hai 1.500 do tuần, và nó cứ cái khoảng cách nó cứ cách nhau 1.500 do tuần như vậy, từ cái bề mặt của trái đất này cho đến cái tầng địa ngục cuối cùng là cái địa ngục A Tỳ. Thì đấy là tám cái tầng đại địa ngục, đại địa ngục từ địa ngục thứ nhất đến cái địa ngục thứ tám. Thì là trong mỗi một ngục ấy thì nó có bốn cửa, nó có bốn cửa thành, bốn cửa ở bốn hướng ấy, đông tây nam bắc. Mỗi một cái địa ngục nó có bốn cửa như vậy. Thì mỗi một cái cửa địa ngục ấy nó sẽ có bốn cái địa ngục ở xung quanh, bốn cái tiểu địa ngục nó nằm ở xung quanh một cái cửa địa ngục. Một cái cửa địa ngục nó có bốn cái tiểu địa ngục, ví dụ như là một cái cõi địa ngục thứ nhất này, đại địa ngục 1 này. Đại địa ngục thứ nhất. Cái đại địa ngục thứ nhất này gọi là cái cõi địa ngục mà chết đi sống lại. Chết đi sống lại. Cái cõi địa ngục này thì chịu cái hình phạt, đó là có chúa ngục cầm cái binh khí và nó đâm chém những cái tội nhân ở trong đấy, đâm chém các cái tội nhân. Và khi mà những cái tội nhân đấy bị những cái binh khí đấy đâm chém thì chết đi nhưng mà lại sống lại ngay, chết đi một cái lại sống lại ngay. Và cứ trải qua một cái thời gian rất là dài như vậy. Có thể là
một năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm. Cái tuổi thọ của nó tùy theo cái nghiệp. Nhưng mà cái người nào cái nghiệp nặng thì sẽ có cái tuổi thọ dài ở dưới địa ngục. Cái nghiệp mà nhẹ thì cái tuổi thọ nó sẽ ngắn. Thì cái chúng sinh ở dưới địa ngục thì chỉ mong mình chết sớm để được sinh về cõi khác. Khác với chúng sinh ở cõi người thì muốn được sống lâu, suốt ngày cầu sống lâu. Xuống địa ngục thì không còn cầu sống lâu nữa. Người có tin thì có địa ngục không? Trong 31 cõi, nhưng mà cái mắt thịt của mình ấy, gọi là cái nhục nhãn, nó chỉ nhìn thấy được mấy cõi? Nhục nhãn của mình nhìn thấy được mấy cõi? Được mấy cõi không? Chà. Cõi gì? Người, súc sinh. Súc sinh có nhìn thấy không? Cõi gì nữa? Thỉnh thoảng có người nhìn thấy ma hả? Thường thường thì ở cái nhục nhãn mình thì thấy được hai cõi. Thấy được hai cõi, cõi người và cõi súc sinh. Nhưng mà bằng tuệ nhãn thì thấy hết các cõi. Tuệ nhãn thì thấy hết cả 31 cõi. Vì vậy cho nên rằng nè, một người mà học Phật tu tập theo giáo pháp của Đức Phật để mà có được tuệ nhãn thì thấy hết các cõi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là pháp của Đức pháp mà ta thuyết giảng này, ta thuyết giảng giáo pháp cho người biết người thấy, chứ không phải là cho người không biết không thấy. Nghĩa là bây giờ mình học trên cái pháp học này để mình biết, nhưng mà khi mà mình thực hành thì mình sẽ thấy, mình sẽ thấy được các cái pháp. Nên Đức Phật không có nói một cái pháp gì mà người khác không thấy được. Như trong một cái câu chuyện mà khi Ngài Mục Kiền Liên mà mới thành đạo, trong một lần Ngài đi xuống núi, Ngài nhìn thấy một cái chúng sinh mà nó chỉ có một cái khối thịt, hay là một cái chúng sinh nó chỉ giống như một cái bộ xương. Và Ngài mỉm cười. Lúc đấy các tỳ kheo khác mới hỏi là tại sao Ngài mỉm cười. Ngài Mục Kiền Liên nói rằng bây giờ hãy về trước mặt Đức Thế Tôn để hỏi câu đấy. Khi mà đến các tỳ kheo này đến gặp Đức Thế Tôn thì các tỳ kheo mới hỏi Ngài Mục Kiền Liên là cái lúc mà đi xuống núi thì thấy Đại Đức mỉm cười, đó là do cái nguyên cớ gì? Thì lúc đấy Ngài Mục Kiền Liên mới nói là do cái lúc đấy ta thấy một cái chúng sinh chỉ có một cái khối thịt, và có thấy chúng sinh chỉ có bộ xương, và rất là nhiều những cái chúng sinh mà có những cái thân hình kỳ dị khác lạ. Và lúc đấy do nói trước mặt Đức Thế Tôn như vậy, và ngay cái lúc mà Ngài Mục Kiền Liên mà nói ra thì nhiều người vẫn còn nghi ngờ. Nhiều người nói rằng là chắc Ngài Mục Kiền Liên khoác nát, làm gì mà có những cái chúng sinh có cái thân hình kỳ dị, có những cái cõi gì mà trông nó gây rợn như vậy. Thì lúc đấy Đức Phật mới xác nhận rằng là ta có thấy những chúng sinh như thế. Trong không gian có rất nhiều những cái chúng sinh ở cái kiếp ngã quỷ ấy, có những cái thân hình rất là xấu xí, rất là kỳ dị, trông rất là ghê gớm, thọ những cái nỗi khổ rất là đau đớn. Nhưng mà bởi vì ta không nói ra, vì rằng khi mà ta nói ra mà không có người làm chứng thì sẽ không có ai tin. Mà những cái lời nói thật mà không có người tin ấy, mà những cái người được nghe những lời nói thật mà không tin ấy, thì là phạm vào cái tội phỉ báng chánh pháp, phỉ báng sự thật. Và những cái người mà không tin như vậy là bất tín thì hay tạo cái ác nghiệp của cái sự không tin đấy. Cho nên là khi mà Đức Phật lúc này mới nói rằng là bây giờ đã có người làm chứng cho ta rồi thì ta sẽ nói. Đó là Ngài Mục Kiền Liên là cái người thứ hai thấy được những cái cảnh giới nạ này, những cái cảnh giới siêu hình này, những cái cảnh giới khác, mà dùng cái trí tuệ mới thấy được. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rất nhiều những cái chúng sinh ở những cái cõi khổ khác nhau. Còn bây giờ thì trong kinh Đức Phật nói rất là nhiều về các cái cõi này. Các cái cõi này không phải là sư nói ra mà là ở trong kinh, trong nhất là người nào mà học vi diệu pháp, ở trong cái phần chú giải người và cõi, chú giải tất cả các cõi thì đều giải thích một cách rất là cặn kẽ rõ ràng. Trong đó có rất nhiều các bài kinh về, trong các cái bài kinh, trong các bộ kinh nguyên thủy Đức Phật cũng nói về các cái cõi địa ngục. Có rất nhiều bài nói về các cõi địa ngục. Ví dụ như Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa sau khi chết phải rơi vào địa ngục đến hết kiếp này, vào cái địa ngục A Tỳ.
cho đến hết đại kiếp này. Rất nhiều những cái chúng sinh nào mà tạo cái ác nghiệp thì phải chết, phải đọa vào địa ngục. Vậy thì những cái chúng sinh nào mà phải vào địa ngục, đó là những cái chúng sinh mà tạo những cái ác nghiệp thì phải vào địa ngục. Những cái ác nghiệp về thân, về lời nói, hoặc là về tâm, ba cái nghiệp thân khẩu ý, làm những cái nghiệp bất thiện thì phải đọa vào địa ngục. Vì địa ngục cũng là một cái cõi, là một cái cõi sống ở trong 31 cõi này. Vậy nó cũng là một cái cõi mà có rất nhiều chúng sinh sinh vào trong đấy. Hầu như tất cả mọi chúng sinh ở trong tam giới này đều đã từng trải qua địa ngục rồi, nhưng bây giờ mình sinh làm người mình quên mất thôi. Giờ học để cho nó nhớ lại chút. Chết đi sống lại là cái địa ngục thứ nhất. Địa ngục này thì chịu cái hình phạt, đó là bị đâm chém đấy. Cái hình phạt này, hình phạt này, bị chúa ngục. Đâm chém. Và cái chúng sinh cứ vậy là chết đi sống lại. Và cái tội của cái sự tạo tội của cái chúng sinh này, khi mà tạo tội là những cái người mà dùng quyền lực, người mà dùng quyền lực. Bức hại người. Dùng cái quyền lực, mình là cái người có quyền lực hay là người có sức mạnh, mình cậy mình có sức mạnh hơn, mình có quyền lực hơn, mình đánh đập, tra tấn, hãm hại những cái người yếu hơn, những cái người yếu thế hơn, bức hại cái người yếu thế đó. Thì mình sẽ khi chết sẽ tạo cái nhân vào địa ngục. Ví dụ như là những cái người người ta ăn cướp, ăn trộm ấy, ăn trộm, ăn cướp, hay là những cái người mà đem quân đi để xâm lược, đánh giết, cướp của hay là cướp nước, những cái quân đấy thì tạo những cái nhân bất thiện này, phải vào địa ngục, cái địa ngục này. Thế thì đây là một cái đại địa ngục, và xung quanh cái đại địa ngục này nó còn có rất nhiều các cái tiểu địa ngục nữa. Đây còn là đại địa ngục này đấy, và các tiểu địa ngục ở xung quanh. Xung quanh thì một cái đại địa ngục này nó có 4 cửa, thì mỗi một cái cửa đấy nó sẽ có 4 cái địa ngục nhỏ nó nằm ở xung quanh nữa. Thì những cái địa ngục nhỏ là những cái chúng sinh mà sau khi mà vào những cái chúng sinh mà tạo ác nghiệp thì thường thường phải đọa vào cái đại địa ngục này. Khi mà ra được khỏi đại địa ngục rồi, nếu mà cái nghiệp nó còn dư, tức là nếu mà chưa sạch hết nghiệp ấy, thì lại rơi vào các đại địa ngục, à các cái tiểu địa ngục ở xung quanh. À, cái lúc đấy mà hết nghiệp rồi, cái chúng sinh đấy có thể chạy ra khỏi cái địa ngục đấy. Nhưng mà vừa mới ra đến cửa thì bắt đầu lại rơi vào các cái địa ngục nhỏ khác, nó gọi là các cái tiểu địa ngục nằm ở xung quanh. Như là các cái tiểu địa ngục nó nằm ở xung quanh, nó có các cái địa ngục này, địa ngục cho nóng, địa ngục cho nóng, mình đã bao giờ nướng củ khoai chưa, dùng cái tàn nửa mình ủ ấy, vùi cái củ khoai vào trong cái đống nửa, trong cái đống nậu. Thì bây giờ mình chết vào cái địa ngục này ấy, nó cũng có một cái hầm cho rất là lớn, và mình rơi vào đấy là mình chìm ở trong cái hầm cho, cái hầm cho nửa ấy. Nửa nó cháy đỏ rực ấy, nằm hầm nửa đỏ rực ấy, giống như bây giờ mình đốt một cái đống củi khô nào, xong rồi đến lúc cái ngọn lửa nó tàn hết rồi, nó còn lại một cái đống tro, nó còn nóng rực ấy, giống như là một cái đống than hầm ấy.
Thì cái địa ngục này nó cũng tương tự như vậy, tương tự như là một cái đống than đỏ rực, rực rỡ. Khi mà mình rơi xuống đấy một cái, nó chìm ở trong đấy, mình vùi ở trong giữa cái đống than rực rực. Thế là mình cứ ủ ở trong đấy, mình vùng vẫy ở trong đấy, mà nó không có chết. Nóng rất là nóng mà không có chết. Cái sức nóng của địa ngục nó ghê gớm lắm. Nó không giống như là cái sức nóng của mấy cái lửa bình thường này đâu. Bây giờ ấy, cái lửa bình thường ở trên thế gian này nó chỉ đốt cháy được những cái vật liệu mà khô. Nhưng mà bây giờ củi mình phải phơi khô đi, mình dùng lửa này mình đốt cháy được. Còn cái lửa ở dưới địa ngục ấy thì nó đốt cháy hết cả cái vật, những cái thảo mộc, những cái củi mà nó còn tươi nó cũng cháy luôn. Cái này nó đã có một cái câu chuyện mà thuở xưa thì có một vị tỳ kheo tu hành thiền ở trong rừng. Thế nên lúc đấy có một cái người thợ săn. Ông này thợ săn mới đi vào trong cái ngôi chùa ở trong rừng này, định là vào đấy để xin nước uống. Mà khi mà vào trong chùa, ông nhìn vào trong cái chum nước ấy, thì không thấy nước. Đến khi nào ông này mới buông một cái lời thô lỗ, bảo là các cái vị sư tu hành ở trong chùa này lười biếng, không có ăn, này có mỗi cái việc múc nước vào trong chum mà không chịu múc. Thế là nhà sư này mới nói, ta vừa mới múc đầy cái chum nước mà sao người này lại nói là không có nước. Thế là nhà sư này mới đi ra. Khi mà nhà sư này mở cái chum nước ra thì nước còn đầy, nhưng mà cái người thợ săn này nhìn vào thì không thấy nước. Nó là cái do cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp bất thiện nó ngăn cả, nó làm cho cái người này nhìn thấy cái chum nước mà không thấy gì cả. Nhưng mà nhà sư này bảo, thế bây giờ ngươi há mồm ra để ta sẽ cho ngươi uống nước. Thế vị nhà sư này mới cầm gáo mới múc nước cho cái vị này uống, mà cái vị này uống được. Uống xong này vị này mới nói rằng, chắc tội của ta quá lớn, ta đã sát hại nhiều chúng sinh quá nên bây giờ ta mới, cái nghiệp nó lớn nó che mất làm cho ta không có nhìn thấy nước nữa. Nên bảo thôi bây giờ nếu ta không đi tu thì chắc là ta sẽ vào địa ngục mất. Thế nào cái vị này mà mới xin với nhà vị tỳ kheo là cho con đi xuất gia trở thành tỳ kheo tu hành. Nhưng mà cái thời gian đầu vị này tu không có tinh tấn, không có nỗ lực, vì cái tập khí sống ở thế gian nó quen này, nên là vẫn rất là lười biếng. Thế là hôm đấy nhà vị tỳ kheo này muốn sách tấn cái người đệ tử này, mới nói là ngươi hãy chất củi lên để cho ta cho ngươi xem. Thế là cái vị đó mới đi lấy những cái củi tươi về, vị đó mới đốt lên thì nó hoài mà nó không cháy. Thế nè, nhà sư này mới nói là bây giờ ta cho ngươi xem một cái loại lửa ở cõi địa ngục. Thế nè, nhà sư mới dùng thần thông của mình lấy một chút lửa ở dưới cõi địa ngục với đưa lên. Đây bây giờ ngươi hãy dùng cái lửa này đốt cái đống củi kia. Cái đống củi nó còn tươi, mà dùng cái lửa thế gian đốt thì nó không cháy. Nhưng mà khi mà cho cái lửa địa ngục vào một cái, bốc cháy hết, bốc cháy thành than hết, bốc cháy rực rỡ. Thì lúc đấy nhà sư này mới nói rằng là đấy, cái lửa địa ngục nó khủng khiếp như thế, nếu người không tu, không nỗ lực, không tinh tấn thì sau này xuống đấy sẽ bị thiêu đốt trong cái ngọn lửa này. Nên là cái sự khủng khiếp của cái lửa địa ngục nó như thế. Nếu mà vào cái địa ngục hầm cho nóng này thì sẽ biết nó nóng đến mức độ như thế nào. Mình mà có cho sắt thép vào đấy nó cũng tan chảy thành nước. Cũng chỉ chui vào cái địa ngục hầm cho nóng này. Thì cái nhân mà tạo cái tội mà phải vào cái địa ngục này ấy, đó là tạo cái tội phải vào địa ngục này, đó là cái tội buôn gian, buôn bán hàng giả. Thường cái người nào mà hay lừa gạt người khác ấy, mình lừa gạt người khác để mình bán kiếm lời, cái hàng thật mà mình cho là hàng giả, nên là nhất là những cái người mà người ta tạo cái nghiệp, như nhất là cái nghề y mà người ta làm thuốc giả thì cái tội nó rất là lớn. Thuốc giả, người ta hay làm những cái thuốc giả để bán cho người khác chữa bệnh mà không khỏi bệnh mà nó còn bị nặng thêm ấy. Thì nó hay vào cái địa ngục này. Ngoài ra những cái người mà buôn bán các cái hàng giả dối khác, hàng thật mà mình nhái, hàng giả mình nhái cái hàng thật, thì mình hay vào cái địa ngục cho nóng này. Đó. Cái tiểu địa ngục này,
Thì có những cái chúng sinh khi mà chết thì mình vào cái đại địa ngục trước, sau đó thì mình ra khỏi đại địa ngục sẽ đi vào tiểu địa ngục. Nhưng mà cũng có một số chúng sinh người ta cái nghiệp nó không có quá nặng, nghiệp nó vừa vừa, thì khi chết một cái thì cái chúng sinh đấy có thể là vào các cái tiểu địa ngục, không phải sinh vào đại địa ngục mà sinh luôn vào các cái cõi tiểu địa ngục này. Thì cái trường hợp đấy nó cũng có thể có. Đó là một cái tiểu địa ngục gọi là địa ngục cho nóng, địa ngục phân thối, địa ngục hầm phân. Có những cái địa ngục này nó có một cái hầm phân, nó giống như là một cái ao phân, như là một cái bể phân rất là lớn, phân phân dơ, phân thối, thối tha, bẩn thỉu ghê gớm. Nhưng mà cái chúng sinh mà tạo những cái tội như là cái tội mà vào cái hầm phân này, như là cái tội lừa dối, hay là cái tội phỉ báng, người mà tạo cái tội này lừa dối người khác hay là mình phỉ báng nhất là mình phỉ báng những người có giới đức thì hay bị đọa vào cái địa ngục này. Trong kinh Tiểu Bộ, cái chuyện ngã quỷ, có một cái nàng này có một cái cô vợ, có một cái người chồng thì thường xuyên làm cái việc phước thiện, đó là bố thí cho những người nghèo khó, cúng dường cho các vị sa môn, bà la môn, những người tu hành. Nhưng mà khi người chồng này đi vắng thì mới dặn người vợ là ở nhà tiếp tục làm những cái nghiệp thiện này, hàng ngày phải thường xuyên cúng dường đến các cái vị sa môn, bà la môn, và phải làm những cái việc phước thiện để là bố thí cho những cái người nghèo khổ. Thế người vợ này mặc dù là có nhận lời là chàng đi vắng thì thiếp vẫn tiếp tục làm cái việc phước thiện đấy. Nhưng mà khi người chồng đi vắng ấy thì người vợ là Revati, cái cô nàng Revati này lại không có làm theo đúng cái lời hứa. Lúc đấy mọi người đến hành khất, đến xin ấy, thì cô này cô cứ mắng nhiếc: các ngươi muốn ăn thì ăn phân đi, uống nước tiểu đi, ăn óc mẹ ngươi đi. Tức là toàn dùng những cái lời rất là dùng những cái lời rất là thô tục và phỉ báng những cái người đến hành khất ăn xin. Khi mà cái người chồng sau này mà qua đời do cái thiện nghiệp đấy thì được sinh lên cái cõi trời đao nợ tam thập tam thiên. Thì lúc đấy thì cái người vợ này đến lúc lâm chung do cái tội phỉ báng này rất là nặng, và lúc đấy thì có chúa ngục Giác Kha mới sai các cái quỷ sứ và đến bắt cái cô nàng này, bắt cái cô này xuống địa ngục để hỏi tội. Thế là các cái quỷ ngã quỷ, quỷ Giác Kha đến bắt cái hồn cái cô này. Đầu tiên là đưa lên cái cung trời đao nợ cho xem cái cung điện của người chồng. Thế cô này nên nhìn thấy cái cung điện bằng vàng rực rỡ ở trên cõi tam thập tam tiên mới hỏi là cung điện này của ai. Bảo đây là của chồng ngươi đấy. Bảo thế thì hãy cho tôi vào đấy, thì tôi sống với chồng tôi. Tôi là vợ của chàng đấy. Nhưng bảo người chồng của ngươi thì tạo thiện nghiệp, còn ngươi thì tạo ác nghiệp. Ngươi không có xứng đáng để sống ở trên cái cõi trời, cõi cung điện này. Thế rồi là các cái ngã quỷ mới đưa xuống, đưa cái tội nhân đấy xuống dưới địa ngục. Em hỏi là đây là cái tội này là do ngươi làm, nhưng không phải là do những cái người thân ở xung quanh làm. Bây giờ ngươi làm thì ngươi phải chịu tội. Và các cái quỷ sứ này quăng cô ta xuống vào cái địa ngục hầm phân. Thì cái địa ngục hầm phân này, dưới cái hầm phân ấy nó còn có rất là nhiều những cái con bọ, con giòi, con bọ nó rúc rỉa ở trong đấy. Và vào trong đấy thì vừa phải chịu cái sự ô uế, cái phân nó thối, nó bất tịnh, hôi tanh. Vừa chịu những cái con giòi, con bọ ở trong cái hầm phân đấy, nó rúc rỉa vào trong thân, trong người, nó đục khoét thịt, đục khoét xương, nó ăn, nó gặm nhấm. Và cứ chịu cái nỗi khổ đấy cho đến khi nào hết cái nghiệp
bất thiện đấy thì mới ra khỏi cái địa ngục này. Đấy nó chỉ là một cái tiểu địa ngục hầm phân. Có cái địa ngục gai nhọn. Cái địa ngục gai nhọn này, cái chúng sinh nào mà vào cái địa ngục gai nhọn này thì giống như là đi vào một cái khu rừng, giống như đi vào một cái khu rừng rừng rậm rạp, và các cái cây cối ở trong rừng ấy nó chi chít là gai góc, chi chít gai góc, và mình cứ đi đi đâu cũng chạm vào gai, đi đâu cũng chạm vào gai, đi đi bước nào chạm vào gai bước đây, mà thậm chí gai cũng nó còn có nọc độc, nó đâm vào người một cái nó làm cho mình những đau đớn, mà lại còn bị đau đớn bởi cái gai đâm, mà còn đau đớn bởi những cái độc dược ở trên cái gai đây, gai nó có độc, gọi là địa ngục gai nhọn. Thì cái địa ngục này dành cho cái người tà dâm, tội tà dâm. Người nào mà có vợ rồi mà còn đi tà dâm cặp bồ này, đến lúc chết thì vào cái địa ngục, địa ngục tà dâm, à địa ngục gai nhọn này, bị gai nó đâm. Địa ngục cả vợ. Đó là địa ngục gai nhọn. Địa ngục bị đói. Địa ngục này rất là đói. Khi mà vào cái địa ngục này thì cái người này luôn luôn có cái cảm thọ là đói, đói khát, đói khát, đói, đói vô cùng. Nên lúc đấy chúa ngục mới hỏi là bây giờ ngươi muốn gì? Thế nên bảo tôi muốn ăn. Thế là chúa ngục sẽ cho ăn hòn sắt nóng, đói thì nuốt sắt nóng, nuốt hòn sắt. Đói thì nuốt hòn sắt nóng. Lúc đấy chúa ngục dùng cái móc banh miệng này, banh miệng này, nhét một cái cục than, một cái cục sắt nóng rực vào trong miệng, thế là nó trôi vào trong bụng đến đâu là bắt đầu nó đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng, ruột bắt đầu rơi xuống cái lỗ hậu môn, rơi ra ngoài, cháy hết cả toàn thân. Thế là cái địa ngục này thì dành cho cái người mà có cái tội là tội ăn hối, làm cán bộ mà tham ô, tham nhũng. Tội tham nhũng, tham ô, ăn hối lộ nhiều ấy. Người ăn hối lộ nhiều, đến lúc xuống đây được ăn thêm sắt nóng nữa. Nên là cái địa ngục đói thì nuốt hòn sắt nóng. Và có cái địa ngục khát. Địa ngục này thì cái chúng sinh mà vào cái địa ngục này thì thấy cảm thọ rất là khát, khát khát nước. Cái lúc đấy chúa ngục mới hỏi ngươi muốn gì, và những cái tội nhân ấy mới là tôi muốn uống nước. Thì chúa ngục ấy đặt nó lên trên bàn, thế là dùng cái móc câu banh miệng nó ra, thế là lấy một cái gáo nước đồng sôi đổ vào trong miệng nó, thế thì khát sẽ được uống nước đồng sôi, uống nước đồng sôi. Ai mà đã đi xem đúc chuông ấy, đi xem cái chùa nào mà đúc chuông ấy, chùa này chưa đúc chuông nên chưa biết cái đồng xôi nó thế nào. Những cái đồng ấy, những cái cục đồng, cái dây đồng ấy, người ta bỏ vào, người ta nấu lên, người ta nấu nó sôi sùng sục, sôi sùng sục. Lúc đấy đi mà đúc chuông, người ta cho thêm cả vàng vào trong đấy, nó tan chảy ra giống như nước sôi vậy. Người ta mới đổ vào cái khuôn thì nó thành cái quả chuông. Và ở cái cõi địa ngục vậy, nó có cái loại đồng sôi này để cho các cái tội nhân được uống, ai mà khát thì uống, uống vào trong cái thì lửa cháy rực rỡ này, cháy rực rỡ, cháy hết lục phủ ngũ tạng. Cái người mà uống nước đồng sôi,
Thực ra thì trong những cái địa ngục này thì cái tội nhân thì nó không có cố định là mình cứ phạm cái tội đấy mới vào địa ngục đấy, mà nó còn tùy tùy mình, cái nghiệp của mình tương ứng vào địa ngục nào thì nó vào địa ngục đấy. Ví dụ như là ông vua A Xà Thế có cái tội là giết cha, tội giết cha là vua Tần Bà Sa Na. Thì khi mà phạm vào cái tội giết cha, giết mẹ, giết A Na Hán, phá hỏa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu, đấy gọi là tội ngũ nghịch trọng tội. Thường thường những chúng sinh mà tạo ngũ nghịch trọng tội thì phải đọa vào cái địa ngục A Tỳ, địa ngục tầng địa ngục thứ 8. Nhưng mà ông vua A Xà Thế thì ông ấy chỉ đọa vào cái địa ngục nước vạc đồng sôi, tức là cái địa ngục đồng sôi. Nó có một cái chảo đồng sôi rất là lớn và ông bị chìm ở trong đấy. Chìm từ trên mặt chảo xuống đến đáy chảo là 30.000 năm. Xong lại nổi lên, khi mà chạm đến đáy rồi lại nổi lên, nổi từ dưới đáy chảo lên đến mặt chảo là 30.000 năm. Vậy thì vua A Xà Thế sẽ ở trong cái địa ngục đấy 60.000 năm. Là khi nào chìm xuống đến đáy rồi nổi lên đến mặt là thoát khỏi cái địa ngục đấy. Còn Đề Bà Đạt Đa thì có phạm cái tội làm thân Phật chảy máu, bên lại cái tội phá hòa hợp tăng, thì phải đọa xuống địa ngục A Tỳ và hết cái đại kiếp này mới có thể ra được khỏi cái địa ngục đấy. Đây là địa ngục uống nước đồng sôi. Có cái cõi địa ngục chuyển để thấy cho xem này. Có cái địa, có cái tiểu địa ngục nữa là nó có bị núi nghiền. Thì có cái địa ngục mà nó có bốn hòn núi, nó có lửa, nó cháy đỏ rực, giống như là bốn hòn núi nó bằng sắt, nó đỏ rực, và nó lăn từ ở bốn hướng nó lăn đến, nó nghiền nát chúng sinh, chúng sinh bị nghiền nát dưới cái ngọn cái núi đấy, cái núi lửa, bốn cái quả núi lửa. Và cái địa ngục này thì nó dành cho những người đàn bà tà dâm. Địa ngục trước nên dành cho đàn ông tà dâm, còn địa ngục này cũng địa ngục tà dâm, tội tà dâm. Người nữ nào có chồng rồi mà còn tà dâm thì thường khi chết, nếu mà cái tội nhẹ thì vào cái tiểu địa ngục này, còn nếu mà cái tội nặng ấy thì nó phải vào một cái đại địa ngục trước thì nó mới sang tiểu địa ngục sau. Còn nếu mà cái tội nhẹ thì nó chỉ vào cái tiểu địa ngục này thôi, tiểu địa ngục bị nghiền nát rồi. Có cái địa ngục máu mủ nữa. Cái địa ngục này thì nó dơ bẩn, hôi tanh, máu mủ, giống như là một cái bể máu mủ và chìm ở trong đấy. Cái người nào mà có cái ác nghiệp như là giết hại người lành, tội hại người lành. Nhưng mà cái bàn tay của cái người mà làm những cái tội giết hại người lành, khi mà mình giết người thì tay nó phải vấy máu, làm cho máu mủ của người ta giết hại nhiều người thì tạo cái nghiệp là do mình làm cho nhiều người bị đau khổ, bị đổ máu, cho nên là khi chết mới vào cái địa ngục máu mủ này. Có địa ngục than hừng. Cái địa ngục than hừng này, cái địa ngục này thì nó là bằng, nó là cái lửa nhưng mà nó bằng than cháy đỏ rực. Cái địa ngục cho nóng thì nó là bằng cho, địa ngục ấy là than hừng. Có
có cái địa ngục nó bị kéo lưỡi. Cái tội nhân ở trong cái địa ngục này thì bị chúa ngục kéo lưỡi. Kéo lưỡi đó, nó dùng cái móc câu nó kéo lưỡi đó. Đôi khi nó cắt lưỡi, khi nó chặt lưỡi. Có nhiều những cái hình phạt như vậy. Nhất là cái người nào mà tạo cái khẩu nghiệp, ác nghiệp, ác khẩu. Ác khẩu à? Ác khẩu thì mình sẽ đọa vào cái địa ngục bị kéo lưỡi này. Hay nói lời ác, hay phỉ báng, hay chê trách người khác, hay nói dối, thì vào cái địa ngục kéo lưỡi đấy. Có cái địa ngục là địa ngục sông, sông mặn có gai. Có cái địa ngục sông ấy, sông có một cái dòng sông nước rất là mặn, ở dưới thì có gai, nước có thể là mặn mà có thể là sông nước nóng nữa. Sông giống như một cái dòng sông nước nóng sôi sùng sục, mặn mà có gai. Thì cái địa ngục này dành cho cái người mà có cái tội phá thai. Phá thai nó cũng có một cái tội rất là nặng. Tội đấy cũng tương ứng phải vào địa ngục. Khi mà một chúng sinh bắt đầu đầu thai, là nó đã trở thành một chúng sinh có sự sống rồi. Khi mà mới bắt đầu có phôi thai là đã là một chúng sinh. Lúc đấy nó có cái tâm tục sinh đi đầu thai rồi. Tâm tục sinh đi đầu thai. Thì nếu mà một cái người mình biết rằng là đó là một cái chúng sinh đang ở trong bụng, xong là mình có cái ý định muốn giết hại cái chúng sinh đấy. Xong là mình có cái cố ý, mình biết mà mình cố ý mình làm cái việc giết chết một chúng sinh đấy, thì là mình sẽ phạm cái tội này. Hoặc là cái người mà làm cái nghiệp phá thai như là bác sĩ. Bác sĩ thì không có trực tiếp phá cái thai của mình, nhưng mà đã là cái người trực tiếp phạm cái tội đấy nặng nhất. Nhất là những cái bác sĩ mà làm cái nghề nạo phá thai này, là cái người trực tiếp sát sinh. Còn cái người thai phụ thì thường thường là sai nhờ người khác sát sinh. Mình không trực tiếp làm, mình nhờ người khác làm. Còn bác sĩ thì làm rất nhiều. Những cái bác sĩ nạo phá thai thì làm cái việc này một cách nhiều quá, nó tích lũy nghiệp. Nó thành từ những cái nghiệp nhỏ ấy, và lâu ngày, lâu tháng, lâu năm thì nó trở thành cái nghiệp lớn. Từ cái nghiệp nhỏ nó thành cái trọng nghiệp. Và những cái người đấy chết thì khó mà tránh khỏi cái địa ngục này, vào cái dòng sông nước nóng hoặc là nước nó mặn, nó có gai ở dưới, chìm đắm ở trong đấy. Có cái địa ngục là rừng lá kiếm. Ở trong một cái khu rừng mà có những cái lá cây, nó giống như những cái cây, những cái thanh kiếm, lá cây như cái thanh kiếm, gió nó thổi xào xạc xào xạc. Thế là cái tội nhân chạy vào trong đấy, chạy đi đâu cũng bị kiếm nó chém, chạy đi đâu cũng bị kiếm nó đâm, chạy đi đâu cũng va vào thì cũng bị thương tích trên người, bị đau đớn. Những cái rừng lá kiếm, tất cả cái lá cây nó giống như những cái thanh kiếm, giống như những cái lưỡi dao đung đưa qua lại, và mình cứ quệt vào đâu là mình sẽ bị thương tích ở đây. Cái chúng sinh ở trong cái địa ngục rừng lá kiếm bị đọa vào cái địa ngục đấy. Và nó có cái địa ngục đồng sôi. Đồng sôi nó có một cái chảo, một cái chảo mà nấu đồng. Và chúng sinh thì bị quăng xuống đây, chìm xuống đáy để nổi lên trên. Cái chảo đồng sôi đấy. Rất là nhiều các cái cõi địa ngục khác nhau. Rồi là cái địa ngục xài nang, có một cái loại địa ngục xài nang. Xài nang có nghĩa bị chó cắn.
ở dưới địa ngục mà bị chó cắn. Vào cái địa ngục này thì bị những cái con chó nó rất là to lớn, nó rất là hung dữ, nó nao vào và nó xé xác, nó ăn thịt, nao vào nó xé xác. Đôi khi thì có những cái chúng sinh thì bị những cái loài kên kên nó cũng nao vào, nó mổ, nó ăn thịt. Vậy thì những cái con chó, con kên kên này nó có phải là chúng sinh dưới địa ngục không? Sao nó được ăn thịt chúng sinh khác? Nó không phải là chúng sinh dưới địa ngục, mà nó là những chúng sinh ở cái cõi chư thiên ấy. Chư thiên thuộc cái cõi tứ đại thiên vương. Trong các cái cõi chư thiên ấy, thì có cái chư thiên sống ở trên hư không, có chư thiên sống ở trên mặt đất. Thì có cái chư thiên thì có cái tâm thiện, mà có chư thiên thì tâm bất thiện. Thì cái nhóm chư thiên sống ở trên mặt của cái cõi tứ thiên vương có cái nhóm chư thiên thiện ấy, thì người ta hiền thiện. Gọi là cái vị đấy có thể là thần cây, có thể là thần đất, có thể là thần sông, có thể là thần núi. Đấy, và người ta là những cái vị thần sống ở các nơi. Thì trong cái nhóm, các cái nhóm chư thiên bất thiện, nó có những cái nhóm như là quỷ kiêu bàn trà, hay là những cái loài quỷ mà sống ở trên cây. Đôi khi mà những cái cây mà mình chặt đi rồi, có những cái quỷ nó sẽ bỏ sang cây khác. Mà có một số cái loài quỷ người ta không có bỏ đi, khi mà cái cây đã được chặt đi rồi, người ta lại sống ở cái gỗ mà đã được chặt ra. Thế là nhiều gia đình mang cái gỗ đấy về làm cái đồ đạc ở trong nhà, đóng những cái đồ đạc, thì người ta sẽ sống ở cái đồ đạc đấy, đem về người ta sống luôn ở trong nhà. Đôi khi những cái quỷ này nó cũng hay tác động vào con người này. Rất nhiều người bị những cái dạ xoa này nó tác động vào trong nhà, đôi khi nó cũng làm phiền não, quấy nhiễu những người trong nhà. Vì có những cái nhóm gọi là nhóm chư thiên bất thiện, hay nó cũng gọi là quỷ thần bất thiện. Thì có cái nhóm bất thiện này, nhóm giác kha, nhóm kiêu bàn trà, nó cũng là những cái nhóm bất thiện. Hay là nhiều những cái nhóm này thì đôi khi nó khởi cái tâm bất thiện đi, nó có thể là biến thành những cái con chó hay là những con kên kên xuống địa ngục, bắt các cái chúng sinh trong địa ngục ấy ăn thịt cho nó thỏa mãn, cho nó no đã rồi bắt đầu đi lên. Thì cái chuyện này là chúng sinh thì ở trong cái các cái cõi này ăn thịt nhau là bình thường. Ví dụ như là mình là người, mình ăn thịt những con vật khác ấy. Mình bắt gà mình ăn nghéo nghéo có sao đâu, mình ăn lợn, ăn gà, ăn thịt bò, mình cứ khen ngon hoài. Mấy cái con quỷ nó xuống địa ngục này, nó cũng bắt mấy cái chúng sinh ở dưới này, nó ăn ngheo ngheo, nó cũng về nó khen hôm nay ăn thịt một cái người thì ngon quá. Kể nhau nghe về ăn thịt người ở dưới địa ngục. Chúng sinh ở dưới địa ngục thì có muôn hình vạn trạng chúng sinh. Có những cái chúng sinh là từ cái cõi người, chỉ khi chết thì cái tâm của mình nó bắt vào cái bất thiện nghiệp mà mình đã làm. Ví dụ như mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, làm những nghiệp bất thiện, đến lúc chết mà cái tâm cận tử nó bắt vào cái nghiệp đấy thì mình đọa xuống những cái cõi khổ địa ngục này. Nhưng mà cũng có những cái chúng sinh thì nó ở các cái cõi súc sinh, nó chết nó cũng có thể đọa xuống địa ngục này, nếu như cái lúc chết nó cũng, tâm nó cũng nghĩ đến cái nghiệp bất thiện. Có những cái chúng sinh ở các cái cõi chư thiên dục giới, ví dụ có tứ thiên vương, đạo lợi thì ma hóa nạc ta hóa tự tại thiên, chư thiên mà ở trên các cái cõi cao, người ta không có trực tiếp làm những cái nghiệp bất thiện được, nhưng mà do những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ quả, tức là trước khi người ta sinh thiên, người ta đã từng ở kiếp người, khi mà ở kiếp người người ta làm cả nghiệp thiện cả nghiệp bất thiện, khi mà cái nghiệp thiện nó trổ quả, họ sinh thiên, họ hưởng hết phước rồi, thì cái lúc mà cái tâm tử, cái lúc mà họ lâm chung ở cái cõi chư thiên đấy, thì một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó trổ, rồi họ lại cũng rơi xuống địa ngục. Cái chư thiên dục giới khi chết thì cũng có thể vào địa ngục, ở cõi người chết cũng có thể vào địa ngục, cõi súc sinh chết cũng có thể vào địa ngục, cõi ngã quỷ chết cũng có thể vào địa ngục, cõi địa ngục chết cũng có thể trở lại địa ngục. Khi mà một chúng sinh ở cõi địa ngục ấy, họ bị thọ khổ lâu năm rồi, đến cái lúc này họ chết từ cái địa ngục này, họ sinh sang địa ngục khác. Họ chết từ địa ngục này sinh, vì họ làm quá nhiều cái nghiệp bất thiện ấy.
Vì có những cái người, người ta suốt đời người ta chỉ làm nghiệp ác này, chẳng bao giờ biết làm việc thiện cả. Hôm nay làm ác, ngày mai làm ác, năm nay làm ác, sang năm lại làm ác. Đời cha làm ác, dạy cho đời con làm ác, cháu làm ác, lúc ấy chết nối đuôi nhau vào địa ngục. Thì khi mà người ta cứ chết ở cái địa ngục này, một khi mà một cái nghiệp nó trổ quả cho vào địa ngục, hết cái nghiệp đấy nó lại bắt sang một cái nghiệp bất thiện khác, rồi người ta chết lại vào địa ngục. Ví dụ người ta chết vào địa ngục vì cái tội giết người, ra khỏi địa ngục xong rồi lại vào địa ngục vì cái tội giết súc sinh, hết xong rồi lại vào địa ngục khác vì cái tội phỉ báng, xong rồi lại vào, rồi cứ vào ra địa ngục này vào địa ngục khác. Thế là ở địa ngục khi chết cũng có thể lại sinh trở lại địa ngục. Chỉ có trừ các cái chúng sinh mà ở các cái cõi phạm thiên ấy, như là những cái người nào mà chứng đắc được các tầng thiền, sơ thiền, tứ thiền, sinh lên các cái cõi phạm thiên sắc giới. Thì ở cái cõi phạm thiên này người ta chết người ta không có rơi xuống địa ngục này. Đảm bảo là khi mà ở các cõi phạm thiên, khi mà hết cái kiếp phạm thiên đấy, chết không có vào địa ngục. Mà cái một cái vị phạm thiên khi mà chết đi thì chỉ có rơi xuống cõi trời dục. Nên một là cái vị đó sẽ sinh lại phạm, sinh vào phạm thiên trở lại. Nếu như cái tâm của vị đó còn bắt được vào một cái tầng thiền thì nó sẽ sinh trở lại cõi phạm thiên đấy. Hoặc là cái tâm của cái vị đó lúc đấy nó bắt vào một cái cận định của một tầng thiền nào đấy, chứ nó không bắt được vào an chỉ định, thì nó rơi vào, thì cái vị đấy sẽ rơi xuống các cõi trời dục giới, hoặc là cái vị đó sẽ sinh trở lại làm người, thấp nhất là xuống làm người thôi. Chứ một cái ở cõi phạm thiên thì không bao giờ rơi vào địa ngục, không có rơi thẳng xuống ngã quỷ, không có rơi thẳng vào súc sinh. Ở cái cõi phạm thiên vô sắc giới mà, thì người ta chết người ta cũng sinh lại cái cõi dục giới. Đấy. Chứ người ta cũng dục giới, thiện dục giới, tức là từ cõi người đến cái cõi chư thiên, chứ người ta không có rơi thẳng vào địa ngục ngã quỷ súc sinh này. Còn lại tất cả những chúng sinh ở cái cõi dục giới thì khi chết mà tâm nó còn bắt vào cái nghiệp bất thiện thì vẫn có thể đọa vào các cái cõi địa ngục này. Địa ngục xài nang, chó cắn. Địa ngục này, người nào mà cứ săn bắn nhiều, coi chừng. Nên có cái câu chuyện là có một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này, có một cái người cha. Người cha thì khi mà còn sống ấy thì cứ làm cái nghiệp mà là đi săn bắt, săn bắt thú nhiều. Nên là đến khi mà về già rồi, ông này cũng không còn cái chỗ nào nương tựa nữa, thì cái vị tỳ kheo này mới về khuyên cha là thôi bây giờ đi xuất gia làm vị tỳ kheo tu hành. Thì cái người con này thì tu rất là tinh tấn, nhưng mà cái người cha này do về tuổi già rồi bắt đầu mới đi xuất gia, cho nên là tu không có chứng đắc được cái gì, không có đắc được thiền, không có đắc được đạo quả, không có đắc được những cái pháp thượng nhân. Và đến khi mà ông mệnh chung, đến cái lúc mà giờ phút hấp hối sắp chết ấy, thì cái người con này canh chừng người cha rất là kỹ, rất là tốt. Và lúc đấy người con vị tỳ kheo này luôn luôn túc trực ở bên cái vị sư là người cha này. Và cái lúc đấy, lúc lâm chung ấy, người cha này mới nói: con trai, chó nó đang săn cha, chó nó săn cha. Thế là cái vị tỳ kheo này biết rằng là đây là một cái cận tử nghiệp nó sinh ra. Bởi vì khi mà một người đến lúc chết nó có ba cái nghiệp, đó là nghiệp tướng, nghiệp tướng và thú tướng. Nghiệp là những cái hành động mà mình đã làm chứ lúc mà mình còn sống ấy, nó hiện ra. Ví dụ cái người đấy mà nhìn thấy cái đao, cái kiếm mà mình sử dụng, hay là cái đồ săn bắn mình sử dụng ấy, nó hiện ra thì lúc đấy nó gọi là nghiệp cận tử. Còn nghiệp tướng ấy, là cái cảnh mà mình sắp phải sinh vào nó hiện ra. Ví dụ như là mình thấy một cái cảnh địa ngục nó hiện ra, mình biết đấy là nghiệp tướng. Hoặc là mình thấy có chó nó săn như cái ông sư này, thì đấy nó cũng là nghiệp tướng, là cái cảnh tương lai mình sắp phải sinh vào cái cõi đấy. Hoặc là nếu mà một người tương ứng sinh lên cõi trời, mình thấy các lâu đài, các cung điện, các cái vị chư thiên hiện ra, hay là mình sẽ sinh lên cái cõi cao thượng. Còn cái người này, ông này nhìn thấy chó cắn là ông suýt thì sinh vào cái địa ngục này, địa ngục xài nang, chó cắn này. Nhưng mà cái lúc này cái người con này, cái vị tỳ kheo là cái người con ấy, bắt đầu mới chuyển cái nghiệp cho cái người cha bằng cái cách đó, là lúc đấy ông mới
để sai những cái người Phật tử ấy là đi cắp bí hoa hoa về, sau đó là dâng cúng Phật, sau đó mới nói rằng là đây là hoa cha, đây là cái hoa này là hoa đã mua cho cha, là có Phật tử cắp bí về cho cha để cho cha dâng cúng Phật, và mọi người đã thay cha dâng cái hoa này lên cúng Phật rồi, cha hãy hoan hỉ. Tức là lúc đấy nói với người cha này, hãy hoan hỉ với cái phần phước thiện cúng dàng hoa lên Đức Phật này. Thì cái lúc này là cái tâm của cái ông sư như là người cha này nó mới hướng sang một cái thiện nghiệp, đó là cái tâm của mình hướng đến cái thiện nghiệp cúng dàng Đức Phật. Thì lúc đấy là cái hình ảnh những cái bông hoa này và hình tượng Đức Phật hiện ra này, hiện ra trước mắt. Thì lúc đấy là một cái nghiệp thiện nó hiện ra. Và cái người cha này lúc đấy không còn, cái tâm nó không bắt vào cái nghiệp bất thiện là đi săn bắt nữa, mà nó bắt vào cái thiện nghiệp cúng dường. Thì lúc này người cha mới nói là Con trai, đừng có lại gần đây, đây có rất nhiều thiên nữ, tức là cái lúc này là cái hình ảnh nghiệp tướng ấy, là cái ông này sẽ được sinh lên cõi trời. Mà ông này sinh lên cõi trời thì thường thường là có rất nhiều thiên nữ. Ví dụ như là một cái vị mà có cái phước sinh lên là một cái vị thiên nam, một vị thiên nam mà sinh vào trong một cái lâu đài nào đấy, thì thường thường như ở cái cõi tứ thiên vương thì một vị thiên nam cũng thường thường phải có tới 500 vị thiên nữ. Hay là ở cái cõi đao lợi thiên ấy, cõi tầng trời thứ hai, thường thường là một vị thiên nam thì sẽ có 1.000 vị thiên nữ. Cái tỷ lệ nam nữ chênh lệch nhau cao hơn cõi người ha, cao hơn. Và cái ông sư này thì ông thấy các cái nàng tiên nữ rất là nhiều, thì ông biết là ông được, thì người con trai biết rằng là cha mình sẽ được sinh thiên, và lúc đấy là yên tâm để cho người cha hướng đến cái nghiệp thiện đấy, cái thiện nghiệp cúng dường đấy, và ông được sinh lên cái cõi trời, ông hưởng cái phước làm chư thiên ở cái cõi trời đấy. Cái địa ngục Xài Lang, ngoài ra nó còn có một cái địa ngục băng giá nữa, địa ngục giá lạnh, băng giá, hàn băng, cái địa ngục lạnh buốt. Cái địa ngục này mà rơi xuống đây thì giống như là mình rơi vào một cái biển đá, một cái biển băng tuyết đá lạnh, rơi vào đây là chất cứng, chất cóng, giống như mình dùng đá mình ướp cá. Thì ở trong các cái địa ngục biên địa ấy, nó có một cái địa ngục không gian, có một cái địa ngục gọi là, cái địa ngục này nó nằm ở biên địa, nó nằm ở ráp danh cái không gian của cái thế gian này. Tức là cái thế gian của mình nó có một cái khoảng không gian ấy, và ở tận cùng cái ngoài cái không gian ấy, thì có một cái địa ngục hàn băng này. Cái chúng sinh ấy mà rơi vào cái địa ngục này thì là giống như là những cái con rơi mà nó đậu ở trên, nó bám ở trên cái vách núi, và những cái chúng sinh ở đấy thì nó rất là đói, và cái không gian thì nó tối tăm, u ám tối tăm. Lúc này những cái chúng sinh ấy, những cái chúng sinh nào mà nhúc nhích cử động một cái thì những cái chúng sinh kia nó nhìn thấy, nó tưởng là mồi, nó nao lại, nó vồ thì hai con sẽ cắn nhau, hai cái chúng sinh này cắn nhau thì nó sẽ rơi ra, tay chân nó không bám được vào cái vách, cái thành của cái không gian đấy nữa, thì nó sẽ rơi thẳng xuống cái địa ngục hàn băng này, và nó sẽ chết cóng ở dưới cái địa ngục này. Nó chết một cái nó lại hóa sinh ngay lên, trên đấy nó lại bám thành một cái chúng sinh, nó lại bám vào cái tường thành này của cái không gian đấy. À, đến khi mà cái con nào nhúc nhích một cái là cái con kia nó thấy nhúc nhích, nó tưởng mồi này, nào lại vồ là hai con cắn nhau, con bị cắn, con cắn lại, là hai con nó không có bám được vào cái tường thành nữa, rơi xuống cái địa ngục không gian này, cứ như thế chịu những cái nỗi khổ trong cái địa ngục hàn băng, rơi xuống một cái là lạnh buốt, lạnh cóng, hay lại chết, hay lại sinh lên. Và có những cái địa ngục nó nằm ở xung quanh các cái đại địa ngục. Thì cái địa ngục thứ nhất nó sẽ cũng có
những cái địa ngục tương tự như thế này, gọi là các cái tiểu địa ngục, nó nằm, nó bao vây ở xung quanh. Thì cái địa ngục thứ hai nó cũng vậy. Địa ngục thứ hai, đại địa ngục thứ hai, đại địa ngục thứ hai là địa ngục gì? Ngục thứ hai là địa ngục gì? Địa ngục dây đen. Đại địa ngục thứ hai là địa ngục dây đen. Địa ngục dây đen. Cái địa ngục này thì khi quỷ sứ sẽ cầm một cái dây đen vụt chúng sinh ấy. Vụt một cái thì nó sẽ thành một cái vết ở trên người, cái vết dọc ấy. Thì chúa ngục lúc đấy sẽ cầm một cái đao, cầm một cái cây rìu rất là to, chém dọc. Nếu mà vụt một cái nó thành một cái vết ngang thì chém ngang. Tức là đầu tiên là phải bị vụt một cái bằng roi để đánh dấu, sau đó là sẽ bị chặt một cái nữa, nên là gọi là địa ngục dây đen. Cái chúng sinh mà tạo những cái nghiệp, cái tội của cái chúng sinh này, tạo tội này, cái tội của cái chúng sinh mà vào cái địa ngục dây đen này là hãm hại người có giới đức. Người có giới đức, ví dụ như là cái người nào mà hãm hại người tu, người tu hành theo đạo Phật, hay là bất cứ một cái người người ta tu hành theo một cái đạo nào mà người ta là cái người có đức hạnh, hay là những cái người ở trong thế gian mà người ta sống có đạo đức, người ta sống hiền thiện, thì những cái người đấy thường là hiền lành, không có gây sự với ai, cho nên là hay bị những người ác bắt nạt, đàn áp bắt nạt. Thì những cái người nào mà có cái tâm ác ác ý như vậy, bắt nạt những, hành hạ những cái người mà có giới đức, những cái người tu hành, thì khi chết đọa vào cái địa ngục thứ hai này. Thế thì đây là một cái đại địa ngục thứ hai. Thì xung quanh cái đại địa ngục này nó cũng có tất cả các cái tiểu địa ngục như ở cái địa ngục thứ nhất này. Xung quanh cái địa ngục thứ hai nó cũng có bằng đấy các cái tiểu địa ngục, có rất nhiều các tiểu địa ngục ở xung quanh. Ở cái địa ngục thứ ba, địa ngục ba là địa ngục gì? Địa ngục ba bị nghiền nát phải không? Núi nghiền, cái đại địa ngục thứ ba này là sẽ có những cái hòn núi nửa, nó nghiền chúng sinh, nó năn chà, nó ngăn, nó nghiền cho chúng sinh nát như đó, bị nghiền nát. Mà cái người mà tạo cái tội để vào cái địa ngục thứ ba này, người mà tạo cái tội ở đây là cái tội mà hành hạ súc sinh, hành hạ súc sinh. Hành hạ súc sinh thì vào cái địa ngục bị nghiền nát này. Như là những cái người mà người ta làm cái nghề giết mổ chúng sinh nhiều, thì khi chết mà hay vào cái địa ngục này, địa ngục thứ ba này, bị nghiền nát này. Những cái người mà làm những cái nghề chài lưới, những cái nghề mà săn bắt suốt cả cuộc đời này, người ta cũng tạo rất là nhiều cái ác nghiệp. Những cái người đấy mà cái người nào ấy, mà người ta cũng là làm cái nghề ác, nhưng mà cái tâm của họ cũng ác, thì họ vào địa ngục. Nhưng mà đôi khi cũng có những người, người ta làm những cái nghề đấy nhưng mà cái tâm của họ không có hung dữ độc ác lắm, mà họ chỉ nghĩ rằng làm để làm cái nghề này để nuôi sống cái thân mạng này thôi. Những người, người ta sinh ra từ nhỏ, người ta đã sinh ra ở cái vùng biển chẳng hạn, người ta chỉ sống bằng nghề chài lưới, thì cái nghiệp mà họ làm cái nghề đấy nó rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Họ chỉ nghĩ là đi bắt những cái con vật này về để làm thức ăn. Nếu như mà cái tâm của họ ấy nó không quá ác ấy, không quá hung dữ, thì cái nghiệp nó sẽ nhẹ hơn.
Còn cái người nào mà có cái trong cái lúc mình làm những cái nghiệp đi đánh bắt hay là hành hạ chúng sinh mà mình lại có cái tâm rất là ác, tâm rất là ác, và mình muốn làm cho những cái con vật ấy nó phải chết một cách rất là đau đớn, chết một cách đau đớn. Đấy, thì mình mới hạ dạ, mình thấy nó chết, nó đã đau đớn vùng vẫy và mình lại cảm thấy thích thú, thì là cái tâm đấy nó sẽ ác hơn, thì cái nghiệp nó nặng hơn. Thì cái người nào mà cái tâm mà càng ác thì cái nghiệp càng nặng, cái nghiệp mà càng nặng thì phải vào cái địa ngục rất là nhiều. Những cái người mà hành hạ súc sinh, những cái người mà huấn luyện voi ngựa, những cái người mà đánh đập những cái chúng sinh ấy, bắt nó kéo cày kéo xe, xong rồi lại có cái ác ý muốn đánh đập hành hạ nó nữa, thì đến lúc chết cũng vào cái địa ngục này, địa ngục núi nghiền này, địa ngục thứ ba ấy, là cái địa ngục thứ ba ở biển nghiền núi, địa ngục thứ nữa là bị lửa đốt kêu na. Cái địa ngục này gọi là địa ngục kêu na, than khóc vậy, kêu na than khóc. Đây là cái địa ngục thứ bốn. Địa ngục thứ bốn này thì kêu na than khóc thảm thiết. Đó là cái chúng sinh mà đọa vào cái địa ngục này, cái địa ngục thứ bốn này thì bị lửa đốt, bị khói nóng, khói nóng nó xông, khói nóng nó xông vào chín khiếu, là toàn thân mình bị khói nóng phun vào trong mắt, vào nùa vào trong tai, vào mũi, vào miệng, vào tất cả các cái đường tiểu tiện đại tiện, vào trong người mình, và bị cái nỗi nóng rực rỡ đấy, cái nỗi mà mình bị nóng bức xong rồi mình than khóc thì gọi là địa ngục than khóc. Nhưng mà cái địa ngục này nó vẫn là còn nhỏ, còn cái địa ngục thứ năm này thì là than khóc lớn, kêu la lớn. Than khóc lớn. Cái địa ngục kêu la than khóc này là do cái tội. Cái tội ở đây là cái tội mà mình đánh bắt chúng sinh. Cái này nó cũng liên quan đến chúng sinh. Đánh bắt chúng sinh. Có thể là mình dùng những cái bẫy, cái cạm bẫy, mình bắt những cái loài thú ở trên rừng, hay là mình dùng câu, dùng lưới để mình giăng các cái loài tôm cá ở dưới biển. Thì hoặc là mình đốt, đốt núi, đốt rừng, làm cho nhiều chúng sinh nó phải chết, mình vào cái địa ngục thứ 4 này. Còn ở cái địa ngục thứ 5 này là than khóc lớn. Thì cái tội mà mình tạo ở cái địa ngục thứ 5 này là những cái người nào ăn trộm, ăn cắp ấy. Ăn trộm cắp của người có giới đức. Nhưng là cái người nào mà ăn trộm những cái vật gì của chùa, hay là ăn trộm những cái vật gì của người tu hành ấy, hay vào cái địa ngục này ăn trộm. Hoặc là mình ăn trộm cắp của những cái cha mẹ, thầy, những cái người mà có ân đức lớn với mình mà mình ăn trộm. Bây giờ có những cái người thầy của mình hay là cha mẹ mình có cái ân đức lớn với mình mà mình hay ăn trộm của cả, thì là mình sẽ vào cái địa ngục thứ năm, than khóc lớn này. Thì ở trong cái địa ngục này thì mình vừa bị cái khói nóng nó xông, lại vừa bị lửa đốt. Mình có thể bị lửa nó đốt và bị khói nóng xông, bị một lúc hai cái hình phạt, vừa bị xông bằng khói nóng, vừa bị đốt bằng lửa cháy. Và mình sẽ đau đớn hơn cái địa ngục thứ 4. Cho nên là mình kêu na than khóc lớn hơn những cái chúng sinh ở đây. Kêu na lớn và than khóc lớn. Nên gọi là vào cái địa ngục than khóc. Thì rất là nhiều những cái chúng sinh mà có cái tâm sân hận cũng hay, khi mà chết với cái tâm sân hận cũng hay vào cái địa ngục này. Như bây giờ mình ghét ai đấy, mà đến lúc chết cái tâm của mình nó cứ không nhớ đến cái chuyện gì khác, mà nó cứ nhớ đến cái người mà mình ghét ấy. Ghét là mình oán ghét, mình căm thù cái người đấy, có cái hiềm khích gì đó với mình, mà đến lúc chết không nguôi. Nhất là bây giờ hai người đang đánh nhau,
Thì người này có ác ý với người này có ác ý với người này. Hai cái người này nó đang căm thù nhau, muốn đoạt mạng sống của nhau. Thế lúc đấy một người, có thể là cả hai người cùng chết, hai người này mà chết đều vào cái địa ngục này, gặp nhau trong này. Nhưng mà lúc này có một người chết thôi, bất cứ người đấy là ai cũng có thể rơi vào cái địa ngục thứ năm này. Cái địa ngục thứ năm bị thiêu đốt ở trong này. Những cái người nào mà có cái tâm sân, có cái tâm sân nhiều thì mình coi chừng bị rơi vào cái địa ngục này. Nếu lúc chết mình còn chết với cái tâm sân, sân với bất cứ ai, kể cả mình sân với người thân nhé. Mình sân gọi là tức giận, hoặc là mình sân bằng cái tâm ganh tị. Mình thấy có ai hơn mình ganh tị. Mà đến lúc chết cái tâm nó còn bắt vào cái cảnh đấy, cũng vào cái địa ngục này. Hoặc là mình giận hờn ai đấy, mà đến lúc chết mà mình còn chưa nguôi được cái nỗi giận hờn, cái nỗi căm thù, cái buồn phiền, bực bội, tức tối với ai. Mà đến cái giờ phút lâm chung mà vẫn còn khởi lên cái tâm buồn phiền, bực bội, tức tối đấy, thì dễ dàng bị rơi vào cái địa ngục thứ năm này, than khóc lớn. Cái địa ngục thứ sáu là tiểu nhiệt. Cái địa ngục này, ở cái địa ngục thứ sáu này thì bị chúng sinh ở trong này, chúng sinh ở trong này thì bị xiên bằng một cái cây sắt nóng. Xiên bằng một cây sắt nóng, giống như là dùng một cái cây giáo mình đóng cọc cái chúng sinh đấy lại, xong là dùng lửa đốt. Những cái người nào mà nướng cái con gì đấy thì mình cũng cần một cái xiên đấy. Mình xiên cái người nó, xong là mình hơ nó trên ngọn lửa. Một lúc sau mỡ nó chảy ra, nó sôi sùng sục chín này, mình xé thịt ra ăn. Thì trong cái địa ngục này cũng vậy, cái chúng sinh mà vào trong cái địa ngục này cũng sẽ bị xiên trên một cái cây sắt, xong là mình được hơ ở trên ngọn lửa nóng rực 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 rực. Nhưng chúng sinh đấy cứ chết đi lại sống lại, không bao giờ thoát được. Thì cái tội tạo cái tội mà vào cái địa ngục này ấy, đó là cái tội mà phá chùa tháp. Phá chùa tháp, đốt phá chùa tháp. Mình phải có cả cái người đốt, người phá chùa tháp, tượng Phật, tranh ảnh Phật, chứ cái là tượng Phật. Tượng Phật mà có ác ý mình phá. Chứ bây giờ cái chùa mà nó cũ thì mình phá đi xây lại thì không có tội. Có mai không dám dỡ chùa. Dỡ chùa thì tội. Người mà đi đập phá chùa chiền để hủy hoại cái sự cúng bái của người khác, cái tín ngưỡng của người khác. Mình có cái ác ý mình muốn hủy diệt cái ngôi chùa tháp, những cái nơi thờ tự các cái bậc thánh thần. Mình nhất là những người, người ta không có cái đức tin, không có niềm tin với, có cái tội phúc gì hết, người ta nằm bừa. Phá chùa tháp thì khi chết đọa vào cái địa ngục này, tiểu nhiệt này, nó dùng một cái cây sắt nóng xiên xong là mới nướng ở trên ngọn lửa. Đấy là cái, và đây cái địa ngục này nó là một cái đại địa ngục, và xung quanh nó cũng có tất cả các cái tiểu địa ngục này. Các cái tiểu địa ngục này nó cũng nằm hết ở xung quanh cái đại địa ngục. Và cái địa ngục thứ 7 là đại nhiệt. Cái địa ngục này thì chúng sinh mà vào địa ngục này thì sẽ bị quỷ sứ ở trong đấy, người ta bắt neo lên một cái ngọn núi. Ngọn núi này bằng lửa cháy rực, neo lên đến đâu thì bị thiêu đốt đến đấy. Và bên dưới chân núi thì là có một cái giàn, những cái cây binh khí như là dao kiếm, hoặc là những cây giáo, những cây gai nhọn, nó nằm sẵn ở dưới. Nếu mà cái lúc nào nóng quá chịu không được nữa, neo lên cái ngọn núi lửa, khi bị thiêu đốt nóng quá rồi mình buông tay ra, rơi một cái rơi thẳng xuống cái rừng kiếm đấy, cái rừng gai nhọn này, nó đâm xiên rồi mình lại nằm đấy, thì mình vừa bị đâm lại vừa bị thiêu đốt nữa. Bị cái hình phạt nó cực hơn, nó ghê gớm hơn cái địa ngục thứ 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 sáu này, cho nên gọi là đại nhiệt. Bị
thiêu đốt, trong cái lúc leo núi cũng bị lửa đốt, rơi xuống thì lại bị xiên, rồi lại bị đốt thêm lần nữa. Thì cái người mà tạo cái tội để vào cái địa ngục này là cái tội tà kiến. Cái địa ngục tà kiến có nghĩa là cái người mà không có tin vào nhân quả, không có tin làm cái nghiệp là làm cái nghiệp thiện, làm cái nghiệp bất thiện thì nó sẽ là cái tạo nhân, nó sẽ cho cái quả báo ở trong tương lai. Người này không có tin, không có làm chết rồi là hết, thì làm gì còn có kiếp sau, làm gì có kiếp trước. Người mà tạo tội thì cái người tạo phước thì cũng như nhau. Cái người mà có cái quan điểm sai lầm như vậy thì đến lúc chết sẽ vào cái địa ngục này. Và còn rất là nhiều những cái, tất cả những cái hành động, những cái sai lầm ấy, những cái niềm tin sai lầm của mình đều bị đọa vào cái địa ngục này. Ví dụ có những cái người ta nói rằng là chết rồi thì người thì sinh lại làm người, thú thì sinh làm thú, chư thiên thì sinh lại làm chư thiên, chứ không có cái chuyện mà người đi chết rồi đi theo cái nghiệp. Thì cái người đấy cũng là tà kiến, cũng đọa vào cái địa ngục này. Một cái người chấp, gọi là chấp thường, thường kiến, hay là thì người ta nghĩ rằng chết thì người đầu thai làm người, chúng sinh đầu súc sinh đầu thai làm súc sinh, đấy gọi là thường kiến. Còn những cái người chấp rằng là chết rồi là hết, không có kiếp trước, không có kiếp sau, thì cái đấy là đoạn kiến, nó cũng là tà kiến. Hoặc là có người thì nghĩ rằng là chết rồi có vị thượng đế nào đấy, mình tôn thờ một cái vị thần thánh nào đấy, thượng đế nào, rồi là mình cầu nguyện cái vị đó sẽ đến cứu mình, sẽ đưa mình về một cái cõi sung sướng nào đấy. Mình chỉ cần tôn thờ cái vị đó rồi cái vị đó có quyền năng sẽ cứu vớt mình. Thì cái đấy nó cũng là tà kiến, nó gọi là ngã kiến. Chấp vào có một cái đại ngã, một cái đấng thượng đế nào, nó gọi là ngã kiến. Thì ba cái gọi là thường kiến, đoạn kiến, ngã kiến, nó đều thuộc về tà kiến. Mà cũng có người ở trong thế gian thì mình có những cái niềm tin sai lầm. Như mình cứ tin rằng là cái người nào mà người ta năng lễ bái, hầu đồng bóng, hay là cúng hình nhân thế mạng. Ví dụ như ngày xưa ở bên Ấn Độ, cái thời Đức Phật nó đã có những cái tà kiến của các cái vị đạo sĩ Bà La Môn. Người ta nói rằng có một cái điểm xấu nào đấy thì cái người đấy phải thực hành một cái nghi thức cúng tế quỷ thần. Có thể là người ta giết các cái loài chúng sinh, giết 100 con trâu, 100 con bò, 100 con né, để giết các cái vị đồng tử nam nữ, để lấy máu thịt của nó để tế quỷ thần. Thì ngay cái thời đấy đã có những cái tà kiến như vậy. Người ta tin rằng là cúng tế bằng máu thịt cho quỷ thần sẽ ban phước. Và những cái người mà cúng tôn thờ các cái vị thượng đế thần thánh như vậy thì khi chết được sinh thiên. Thì thực ra cái hành động mà họ làm ấy là cái hành động đi xuống địa ngục. Tức là mình giết mổ những chúng sinh như thế thì với cái thiên nhãn của các cái bậc có trí thì thấy rằng những cái chúng sinh đấy khi chết phải vào địa ngục hết, kể cả những cái vị thầy tế lễ đấy, cho đến những cái người mà nghe theo, thực hành theo những cái tà kiến của các cái vị thầy đấy cũng đều vào các cái địa ngục hết. Nhưng mà những cái vị đấy lại có cái quan niệm nghĩ rằng làm những cái việc đấy để được phước, để được sinh thiên, để được sung sướng. Thì đấy là những cái quan niệm sai lầm, những quan niệm sai trái lệch lạc như vậy. Thì những cái quan niệm sai, những cái hiểu biết sai, nó là tà kiến. Tà kiến thì bị đọa vào những cái cõi này. Nên cái người nào mà cứ làm cái nghề cúng tế thế rồi là nọ kia là cũng khó tránh khỏi. Thì cái người đấy làm những cái việc tà kiến sai, Đức Phật không có dạy thế mà. Người này là địa ngục thứ 6, địa ngục thứ 7 là đại nhiệt, là những cái người có tà kiến. Tà kiến thì đọa vào cái địa ngục thứ 7. Còn cái địa ngục cuối cùng là địa ngục thứ 8, đại địa ngục cuối cùng. Địa ngục thứ 8 là địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián hay còn gọi là A Tỳ, Avicii. Thì cái địa ngục này thì nó có bốn cái bức tường sắt, bốn bể là tường sắt nóng, bốn bể là tường sắt nóng.
Cái chúng sinh mà vào trong cái địa ngục này thì chân của mình chạm xuống cái nền, ở dưới cái nền của mình cũng có nó bằng sắt, trên đầu cũng bằng sắt, bốn bên hai tay cũng chạm vào cái hai cái bức tường ở bên cũng bằng sắt nóng, và những cái sắt nóng này thì nó có những cái ngọn lửa cháy rực rỡ, nửa ở phương đông thì nó tạt sang đến tận cái bức tường ở phương tây, nửa ở phương tây thì nó tạt đến bức tường ở phương đông, nửa ở phương nam thì nó tạt đến phương bắc, nửa ở phương bắc thì nó tạt đến tận phương nam. Bốn cái bức tường này, nó có những cái ngọn lửa nó thiêu đốt cái chúng sinh ở đây, bị cái sự thiêu đốt và bị thọ cái nỗi khổ liên tục không có gián đoạn. Từ cái lúc mà đọa vào trong cái địa ngục đấy cho đến khi mà mình hết cái nghiệp, mình được ra khỏi cái địa ngục đấy, thì trong suốt cái thời gian ở trong cái địa ngục đấy, mình không có cái thời gian, một cái khoảng khắc thời gian nào được ngừng nghỉ cái sự thọ khổ ấy. Thì có những chúng sinh vào trong đấy bị thọ khổ như là Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì khi chết thì bị cái quả đất này nuốt xuống cái địa ngục A Tỳ này. Thì khi mà vào trong đấy thì toàn thân của Đề Bà Đạt Đa là to lớn như một cái địa ngục này, lớn đầy chật hết cả cái địa ngục. Thì bốn bề thì nửa cháy rực rỡ và bị thiêu đốt. Ngoài ra còn bị những cái binh khí như là những cái cây đinh nó to như những cái cây thốt nốt ấy. Cái đinh nó to như cây dừa, đóng từ trên xuống dưới, đóng từ trên đỉnh đầu, đóng xuống đến chân, đóng từ dưới lên trên. Nhưng mà đóng từ bên phải sang bên trái, từ trái sang phải, từ trước ra đằng sau, từ sau ra đằng trước. Và tức là ông Đề Bà Đạt Đa là ở trong đấy nó không có nhúc nhích được tí nào hết. Bị nửa đinh đóng hay không là bị nửa đốt cháy, bốn bề thì tường sắt nóng đỏ rực. Và thọ khổ ở trong đấy cho đến hết cái đại kiếp này, hết cái kiếp trái đất này mới ra được khỏi cái địa ngục A Tỳ này. Đức Phật đã tuyên bố Đề Bà Đạt Đa phải thọ khổ cho đến hết cái đại kiếp này. Thì những cái chúng sinh mà tạo những cái nghiệp bất thiện như là ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm chảy máu Phật, đấy là cái tội ngũ nghịch, là cái tội rất dễ bị đọa vào cái địa ngục này. Ngoài ra những cái chúng sinh mà có những cái tội rất là lớn, những cái tội rất là lớn khác như là cái tội mà giết rất là nhiều người, cái tội phỉ báng các bậc thánh, những cái người mà suốt đời chuyên tâm làm việc ác, thân làm việc ác, khẩu nói lời ác, tâm thì suy tư các cái điều ác, thì cái người đấy là thuần những cái ác nghiệp, một đời tạo rất nhiều ác nghiệp, thì khi chết cũng đọa vào cái địa ngục thứ 8 này, địa ngục A Tỳ. Và khi mà hết cái nghiệp mà thọ khổ trong cái địa ngục A Tỳ rồi, thì nếu mà cái chúng sinh đấy mà còn cái nghiệp nó dư sót ra khỏi cái địa ngục A Tỳ một cái, nó có thể là sẽ rơi vào các cái tiểu địa ngục. Nhưng là có chúng sinh ra khỏi địa ngục A Tỳ có thể rơi vào cái địa ngục cho nóng. Có khi ra khỏi địa ngục cho nóng lại rơi vào cái địa ngục hầm phân. Nên khi mà ra khỏi được cái địa ngục hầm phân một cái thì mình rơi vào những cái địa ngục khác, như địa ngục gai nhọn, những cái địa ngục bị đói, bị khát. Nên cho đến khi nào mà cứ hết cái nghiệp bất thiện thì lúc đấy mới ra được khỏi cái địa ngục. Thế là 8 cái tầng địa ngục. Đó là có 8 đại địa ngục, và ở xung quanh mỗi một cái đại địa ngục đấy là có rất nhiều tiểu địa ngục, các cái tiểu địa ngục ở xung quanh. Thì nó tùy theo cái nghiệp của chúng sinh. Có những cái chúng sinh thì khi chết phải vào đại địa ngục, nhưng mà cũng có những cái chúng sinh khi chết vào các cái tiểu địa ngục. Có những chúng sinh khi chết vừa vào đại địa ngục xong rồi lại sang các tiểu địa ngục khác. Nên nó cứ luân phiên từ địa ngục này sang địa ngục khác cho đến khi nào những cái nghiệp bất thiện mà đã tiêu sạch hết, tiêu hết những cái nghiệp bất thiện, thì lúc đấy cái nghiệp thiện nó trổ, nó có thể trổ quả, thì lúc đấy chúng sinh mới được thoát khỏi cái cõi địa ngục. Có thể là lúc đấy cái tâm tử của một cái chúng sinh ở dưới địa ngục đấy bắt vào một cái nghiệp thiện mình đã làm, thì cái chúng sinh đấy có thể là sinh lên cõi người hoặc là sinh lên các cái cõi trời dục giới. Từ địa ngục cũng có thể sinh thẳng lên các cõi chư thiên dục giới, cũng có thể sinh lên làm súc sinh, có thể sinh lại làm người hoặc sinh lại làm ngã quỷ.
Khi mà ra khỏi địa ngục thì chỉ có sinh lại cái cõi dục giới mà thôi. Rồi sau đó nếu mà tu tập tiếp thì mới có thể sinh lên các cái cõi cao hơn được. Thì cái địa ngục cũng là một cái cõi, ở cái cõi khổ, cái cõi thấp nhất ở trong 31 cõi. Nên là cái người thì mình mà có cái sự hiểu biết về cái địa ngục này sẽ làm cho mình có cái tâm tinh tấn hơn. Mình biết sợ địa ngục là cái người biết sẽ biết sợ tội. Mình tin là có địa ngục thì mình sẽ không dám làm cái nghiệp bất thiện nữa. Nên là cần phải hiểu là nó có các cái cõi địa ngục như vậy. Biết là nó có địa ngục rồi thì biết là nó có cái nhân, cái quả, cái nghiệp với cái quả của nghiệp. Nên tạo cái nhân nào thì mình sẽ gặt hái cái quả đấy. Nên là cái người nào mà cứ thường thường suy tư rằng là khi chết rồi thì không biết là sẽ phải sinh về đâu, và cái người đó rất là lo lắng, sợ là ta sẽ đọa vào địa ngục, thì cái người đấy sẽ tích cực làm phước hơn và mình thận trọng hơn trong mọi cái hành động của mình. Mọi cái hành động về thân khẩu ý của mình thận trọng. Thấy cái gì nó có tội lỗi một cái là mình phải có cái tâm tàm quý, phải biết ghê sợ cái tội lỗi, phải biết nhàm chán những cái tội lỗi đấy. Và cái người mà mình tin và hiểu biết rằng nó có địa ngục thì cái người đấy cũng sẽ nhàm chán cái sinh tử. Thì cái người đấy sẽ suy nghĩ rằng là dù mình có sinh làm người, hoặc mình làm phước mình sinh thiên, hoặc mình sinh cõi dục giới sắc giới, nhưng mà chưa thoát khỏi địa ngục. Vậy thì chỉ khi nào mới thoát khỏi địa ngục? Khi nào mới thoát khỏi? Chúng sinh không, những cái chúng sinh mà không phải vào địa ngục à? Chúng sinh không phải vào. Thoát khỏi địa ngục à? Thì đã là những cái chúng sinh ở trong tam giới thì là chưa thoát khỏi địa ngục. Mình còn ở cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới này thì cái nguy cơ mình vào địa ngục cũng rất là cao. Thường thường những cái người nào mà người nào mà còn nhớ lại được những cái kiếp quá khứ đã từng ở trong địa ngục ấy, thì những cái người đấy người ta sẽ kinh sợ cái dòng sinh tử này. Và người đấy người ta không còn muốn tranh đua những cái danh lợi ở thế gian nữa. Người ta thích tinh tấn tu tập để giải thoát sinh tử. Thì những cái chúng sinh mà sinh về cõi trời cũng chưa chắc hết cái phước cõi trời, có khi rơi tọt trong địa ngục. Sinh về cái cõi sắc giới phạm thiên thì cũng chưa chắc hết cái cõi phạm thiên, thì xuống lại sinh xuống nhân gian này, sinh nhân gian này có khi làm nghiệp ác này, xuống lại đọa xuống địa ngục. Thì có một cái câu chuyện mà khi mà ngày xưa Đức Phật đang đi, Đức Phật nhìn thấy một con lợn nó đang nằm, đang chuỗi một cái đống đất, đống phân nào này, thì Đức Phật mỉm cười. Thế ngài A Nan mới hỏi cái nhân gì duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng là con lợn, ta nhìn thấy một con lợn, và trong cái thời Đức Phật quá khứ, trong cái thời Đức Phật Ca Diếp Cát Sapa, thì cái con lợn này lúc ấy nó là một cái cô gái, là một cái người. Thì cái cô gái này một lần cô đi cái cầu tiêu, tức là đi ra cái nhà vệ sinh, thì nhìn thấy những cái con giỏi bọ nó ở trong phân, hầm phân, thì cảm thấy ghê gớm, thấy thật là bất tịnh, thật là ghê gớm, thật là hôi tanh. Và cô này cái sinh ra cái tâm nhàm chán, bắt đầu mới phát cái tâm đi tu tập. Thì cái cô này đi xuất gia tu tập. Biết là cái thân con người nó bẩn thỉu như thế này, nó toàn sản xuất ra những cái hôi tanh, hôi thối, bất tịnh, thật là kinh khủng. Thì nhàm chán, yêu quý cái thân làm chi, thôi đi xuất gia. Thì đi xuất gia thì cô này có chứng được các cái tầng thiền, tu tập thiền định chứng được tầng thiền. Chứng các tầng thiền định nhưng không hành được thiền tuệ. Thì khi chết thì sinh về cõi phạm thiên, sống ở cái cõi phạm thiên đấy suốt một cái kiếp rất là dài, từ cái lúc mà Đức Phật quá khứ cho đến cái thời Đức Phật hiện tại này. Thì cái vị phạm thiên này khi chết ở cái cõi phạm thiên đấy thì lại sinh xuống làm người. Khi mà cái lúc này mà sinh ra làm người thì lại không có biết tu hành gì cả, không có biết làm việc thiện gì,
sống si mê phóng dật buông nung theo cái thời thế thế gian vậy. Thế nên là đến lúc chết cái nó theo cái bất thiện nghiệp ấy, sinh làm con nợn. Con này nó sinh làm con nợn chuỗi phân vậy. Không có được giải thoát thì Đức Phật mới nói đây. Tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó vô thường giả tạm như vậy. Chỉ có khi nào chứng đắc được niết bàn thì lúc đấy mới chắc an, mới an vui, mới có thể là thoát khỏi cái cõi khổ. Thế những cái bậc mà đã thoát khỏi cõi khổ, thoát khỏi địa ngục ấy, đó là những cái bậc, các cái bậc thánh ấy. Có bốn bậc thánh nhân là thoát khỏi địa ngục ấy. Chỉ có bốn bậc thánh mới thoát được khỏi địa ngục, đó là bậc Dự Niêu. Bậc Dự Niêu thì còn sinh tử 7 lần nữa. Còn 7 lần sinh tử. Nhưng mà không bao giờ sinh vào ác đạo. Nhưng không còn sinh ác đạo nữa. Không còn sinh ác thú nữa. Sinh ác thú đó là địa ngục. Bàng sinh. Bàng sinh và ngạ quỷ và Atuna. Thì cái vị Dự Niêu là không bao giờ còn phải sinh vào cái ác thú, thì chắc chắn vị đó không bao giờ đọa vào địa ngục nữa. Một vị bất nai. Một vị bất nai thì còn sinh một lần nữa. Còn sinh ở dục giới một lần. Thì cái vị đấy cũng không bao giờ đọa vào cái cõi khổ nữa. Một vị nhất nai. Vị nhất nai. Rồi mới đến vị bất nai. Ba là vị bất nai. Hai là vị nhất nai. Vị bất nai thì khi chết sẽ sinh về cõi Tịnh Cư Thiên. Tịnh Cư Thiên. Rồi nhập Niết Bàn ngay cái cõi Tịnh Cư Thiên này. Và một vị A-na-hán. Vị A-na-hán này thì là một cái bậc nậu tận. Thì lúc này cái vị A-na-hán là đại bát Niết Bàn. Vị A-na-hán đại bát Niết Bàn. Cái tên là chứng quả vô sinh đấy. Không còn sinh tử nữa. Thì A-na-hán thì có những cái Đức Phật là một bậc A-na-hán chánh đẳng chánh giác. Đức Phật cũng là vị A-na-hán chánh đẳng chánh giác. Thì một vị độc giác Phật cũng là A-na-hán. A-na-hán với cái tâm là độc giác. Còn một vị A-na-hán thượng thủ thanh văn, một vị A-na-hán đại thanh văn. Thượng thủ thanh văn như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên. Đại thanh văn như là các cái vị A-na-hán mà có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, như là các ngài Kassapa, Ca Diếp, hay là ngài Ananda, ngài tất cả những cái vị mà cái thời Đức Phật thì những cái vị đấy có rất là nhiều, những cái vị đại thanh văn. Và những cái vị thanh văn thường đó là những cái bậc A-na-hán thường có tam minh lục thông, nhưng mà có thể là không có tứ tuệ phân tích, có thể là có tam minh mà có thể là vị đó không có cả các cái thắng trí thần thông, vị đó chỉ có thiên nhãn minh, túc mạng minh và nậu tận minh. Một vị A-na-hán thường tối thiểu nhất cũng có được tam minh, đó là thiên nhãn minh, túc mạng minh và nậu tận minh. Thì trong các cái vị A-na-hán này có cái thiên nhãn. Thiên nhãn minh đó là cái trí tuệ thấy được sinh tử của chúng sinh. Cái thiên nhãn là thấy được sinh tử của chúng sinh. Ví dụ như là vị đó với cái dùng cái năng lực thiên nhãn của mình, vị đó có thể quan sát được cả 31 cõi này. Vị đó muốn quan sát các cái cõi địa ngục, vị đó hướng tâm xuống cõi địa ngục. Vị đó dùng cái năng lực một cái nộ tâm thông, vị đó hướng xuống cái cõi địa ngục và quan sát được các cái chúng sinh đang thọ khổ ở cõi địa ngục đấy. Và vị đó cũng quan sát luôn được cả cái nghiệp mà chúng sinh đấy đã tạo.
Ví dụ như là vị đó có thể quan sát vào trong địa ngục, thấy những chúng sinh bị đâm chém ở trong địa ngục, và vị đó muốn biết được rằng nguyên nhân nào mà những chúng sinh này bị hành hạ những cái nỗi khổ ở trong địa ngục. Thì lúc đấy những cái hình ảnh, những cái nghiệp mà những chúng sinh đấy đã tạo nó hiện ra. Những chúng sinh đấy bắt đầu tạo những cái nghiệp như là khi mà còn sống bức hại những cái người khác, dùng quyền lực của mình bức hại người khác, cho nên là bây giờ mới thọ những cái nỗi khổ như thế ở trong địa ngục. Địa ngục thứ hai, địa ngục thứ ba, tất cả các cái địa ngục. Cả mà một vị A-la-hán thấy được cái, có cái thiên nhãn thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, tức là thấy được tất cả các cõi. Vì đó có thể hướng tâm lên các cõi chư thiên, thấy các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thấy các cái loài ngã quỷ, cái cõi địa ngục đây. Thế một vị mà chưa chứng A-la-hán thì có thấy không? Có thấy. Một vị đắc được thiền là thấy. Kể cả một người phàm phu mà hành thiền mà đắc thiền vẫn thấy. Kể cả một người phàm, bất cứ một người nào, kể cả bây giờ mà một người nào mà muốn thấy, cứ hành đắc thiền là sẽ hành đắc các cái tầng thiền, sơ thiền đến tứ thiền, xong là hành thuần thục các cái pháp, có những cái pháp mà để hành, để phát triển cái thiền định đến một cái mức độ rất là thâm sâu, với cái tâm định tĩnh, với một cái thuần tịnh trong sáng, nhu nhuyễn vững chắc bất động ấy, thì vị đấy cũng có thể phát triển được thiên nhãn. Sau đó vị nó có thể dẫn tâm, hướng tâm đến các cái cõi sống khác nhau ở trong thế gian. Vì nó có thể hướng tâm xuống các cái cõi địa ngục, thấy các cái chúng sinh thọ khổ ở trong các cõi địa ngục, thấy được các cái nhân mà các cái chúng sinh đã thọ khổ ở trong cái địa ngục này, từ địa ngục thứ nhất đến địa ngục thứ tám, và thấy luôn tất cả các cái địa ngục ở xung quanh, các cái tiểu địa ngục đấy. Vì vậy thì chỉ có những cái người nào mà có tuệ, có cái thắng trí, có cái tuệ đấy, có cái trí tuệ do tu tập mới thấy được các cái cõi này. Còn lại tất cả những chúng sinh khác thì không có thấy. Không có thấy khác. Đức Phật thấy, Đức Phật đã nói rất là, trong rất là nhiều các kinh sách. Và cái giáo pháp của Đức Phật dạy những cái điều này, rồi Đức Phật, nếu mà cái người nào mà học cái lời dạy, những cái pháp của Đức Phật, sau đó ứng dụng và có thực hành pháp, thì mình sẽ có cái sự thấy được pháp như nó thật sự là. Đức Phật bảo cái người mà thực hành giáo pháp, mình sẽ thấy được pháp như nó thật sự là. Cái pháp mà Đức Phật nói, các cái cõi địa ngục, nó là có thật, và chỉ người nào thực hành pháp người đó mới thấy. Còn bây giờ cái người mà chỉ có học xuông ấy, thì mình biết, và cái người đấy có thể tin hoặc là có người đó không tin. Cho nên bây giờ rất là nhiều các cái vị giảng sư, người ta phủ nhận bản thân không có địa ngục. Địa ngục chẳng qua là chỉ là những cái giáo dục, Đức Phật giáo dục để cho người ta sợ, người ta không làm việc ác nữa. Bởi vì người ta chỉ có biết, chỉ có học xuông mà người ta không có thực hành giáo pháp, học giáo pháp mà không thực hành giáo pháp, cho nên là cái niềm tin nó không mạnh. Người phải học giáo pháp và thực hành. Mà người mà muốn thực hành được thì người đó phải học. Nên là trong cái giáo pháp của Đức Phật là Đức Phật thuyết giảng cái giáo pháp để cho người biết, người thấy. Đầu tiên là mình phải biết. Muốn biết có các cõi địa ngục thì mình phải học trước. Sau đó bắt đầu mình mới hướng cái tâm, mình tu tập cho cái tâm nó định tĩnh phát triển, cái định lực thâm sâu, rồi sau đó mình mới hướng tâm, mình dẫn tâm đến các cõi đây, mình mới quan sát, sau đó mình mới thấy. Biết trước, thấy sau. Tất cả các pháp khác cũng vậy. Nhưng bây giờ có nói là Niết Bàn. Niết Bàn nó cũng là nó là một cái trạng thái, nó là một cái trạng thái mà chỉ có người nào tu tập mình đạt được đến thì mình mới thấy được Niết Bàn. Còn khác thì mình chỉ học, mình biết được nè, một người tu chứng ngộ giáo pháp thì người đó có thể chứng đắc được Niết Bàn. Rồi người ta giải thích cái Niết Bàn đấy theo đủ các cái ngôn từ khác nhau ở thế gian. Nhưng mà Niết Bàn nó là một cái trạng thái khi nào mình mà giác ngộ ra được cái sự thật, giác ngộ được chân lý bộ tứ thánh đế, mình thấy được Niết Bàn. Như bốn bậc thánh là thấy Niết Bàn, bậc thánh dự niu là thấy Niết Bàn, nhất lai, bậc bất lai, bậc a la hán, đấy là những bậc thấy Niết Bàn. Bạn nào tất cả những cái sự thật đều cần phải có cái sự tu tập, đều cần phải có cái sự thực hành giáo pháp, tức là tu tập giới cho trong sạch. Thứ hai là tu tập thiền định để cho mình có được một cái định lực, có được cái năng lực tâm rất là vững mạnh, trong sáng, thuần tịnh, siêu nhiên, vững chắc, bất động. Rồi sau đó cái tâm của mình có định thì nó sẽ thấy được các pháp như chúng thực sự là.
Tức là mình có cái tâm có định, mình muốn phát triển cái thắng trí, các năng lực thần thông, thì mình sẽ phát triển nó theo cái chiều hướng là để phát triển các cái năng lực thần thông. Trong đó có thiên nhãn thông, mình để mình thấy các cõi địa ngục. Có túc mạng thông, mình thấy các cái kiếp quá khứ của mình. Và các cái năng lực về thần thông khác. Ngoài ra thì mình có thể phát triển về tuệ giác, có cái năng lực về định, mình sẽ thấy được cái tâm của mình, các cái tâm, tâm thiện, tâm bất thiện, các cái tâm sở nó đi kèm theo các cái tâm đấy, các cái hạt sắc chân đế, sắc do nghiệp sinh, tâm sinh thời tiết sinh, vật thực sinh. Và mình thấy được cái sự sinh diệt ở trên cái pháp chân đế đấy nữa. Mình thấy được cái tâm, tâm sở, sắc pháp nó có cái tính là sinh lên và diệt đi liên tục. Rồi mình giác ngộ ra nó là vô thường. Mình vô thường cho nên nó là khổ. Vì vô thường khổ cho nên nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nó là rỗng không, nó là vô ngã. Thì lúc đấy cái người nào mà thể nhập được với cái tam tướng vô thường khổ vô ngã thì người đó chứng đắc được Niết Bàn. Mình thấy được các pháp như nó thật sự là. Vì vậy cho nên là học giáo pháp thì không được quên một cái nhiệm vụ thứ hai là thực hành giáo pháp. Thì tối nay học mày nhá, ngày mai thực hành ha. Mai thực hành giáo pháp, mai đang ngồi thiền hết buổi địa ngục. Có ai muốn còn ai muốn thắc, có ai thắc mắc gì về địa ngục nữa không? Ai muốn hỏi về địa ngục à? Biết hết địa ngục này, không cần ai thắc mắc về địa ngục này. Rồi thì mọi người chia phước ha. Chia phước này, hồi hướng này. Idame punyam Asa Vakhadam Vaham Hotu Idame Bunyam Nibbanasa Pachado Hotu Mama Bunya Bhagam Sabasatanam Pachemi Tesabe Mê sa mâm Bunya bhagam Nabantu Sa-thu Sa-thu Sa-thu